Hi, chào các bạn. Nhắc đến Dell thì không thể nào không nhắc đến dòng Latitude với độ bền của máy cao và sự đa dạng trong thiết kế vỏ ngoài phù hợp với đa dạng người dùng từ học sinh sinh viên đến văn phòng. Vậy điều gì làm cho Dell Latitude trở thành dòng máy chủ đạo của nhà sản xuất Dell? Dell Latitude là gì? Là laptop doanh nhân ở tầm trung với thiết kế siêu đẹp, mỏng và độ bền tốt nhất đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng. Được nằm ở phân khúc cao cấp hơn so với Dell Vostro. Tổng quan Dell Latitude. Với thiết kế hợp kim nhôm và có màu xám làm chủ đạo tạo nên vẻ sang trọng và thanh lịch. Sự kết hợp giữa thiết kế khá tinh tế với khung máy có chất lượng và độ bền bỉ cao. Các model máy được trang bị thiết bị giảm sốc Strizone, cảm biến của máy phản ứng nhanh và miếng nhựa ở trong phần cứng cách ly ổ cứng cho khả năng chống sốc, dùng để có thể bảo vệ chiếc máy tốt hơn nếu lỡ vô tình bị va đập mạnh hay rơi rớt. Màn hình của dòng Dell này được nhà sản xuất trang bị thêm lớp kính Corning Gorilla Glass NBT, nên khả năng chống sức rất cao hơn, gấp 10 lần kính thường. Bàn phím có độ nhảy tốt và chính xác cao nên khả năng lướt nhanh trên các phím với nhau là nét đặc trưng của dòng Latitude này và những dòng cao cấp cho cảm giác gõ phím nhanh và chuẩn xác. Touchpad có kích thước nhỏ, bề mặt rất là mượt mà, nhanh nhạy cùng với đó là hai phím chuột trái phải riêng biệt. Có tính bảo mật dữ liệu cao cho người dùng bằng sự hỗ trợ tính năng cảm biến bằng vân tay ở một số dòng máy. Các dòng series của Dell Latitude. Latitude 7000 với thiết kế siêu mỏng, nhẹ, với màn hình có kích cỡ từ 12 đến 14 inch, bảo mật tốt và dễ quản lý nhất. Với độ bền bỉ được kết cấu từ các chất liệu cao cấp như nhôm và khung hợp chất chi, metal. Latitude 5000 tập trung vào sự ổn định và độ bảo mật có kích cỡ màn hình từ 12 đến 15.6 inch. Latitude 3000 là dòng máy laptop doanh nhân phục vụ chủ yếu cho công việc, nên thiết kế không được hãng chú trọng theo hướng thời trang lắm, mà đem lại vẻ đẹp tao nhã, lịch sự nơi công sở. Các dòng Latitude tốt nhất hiện nay. Dell Latitude E6430. Với thiết kế vẻ ngoài là sự kết hợp giữa ba kim loại gồm bộ khung máy bằng hợp kim mari, còn bản lề được làm bằng thép gia cường cùng một lớp vỏ bằng chrome vân xước vừa tạo nên sự chắc chắn, mà độ sang trọng không kém ngoài ra giúp chúng chịu được các tác động ngoại lực, để có thể giảm thiểu hư hại sau như va chạm máy hay rơi vỡ. Chiếc máy có thể lên đến một góc 180 độ. Màn hình có kích cỡ là 14 inch với độ phân giải là 1600x900 pixel, nên hình ảnh hiển thị khá là ấn tượng với các gam màu sắc sắc nét, tươi sáng và có góc nhìn rộng. Bàn phím được thiết kế khá là to mặc dù không có bàn phím số phụ bên phải, mặt bàn phím khá mềm mại có kiểu dáng đẹp, và còn trang bị hệ thống đèn nền với 5 mức độ sáng khác nhau, cho cảm giác gõ phím tốt ở bất cứ nơi nào dù với điều kiện thiếu sáng. Touchpad có kích thước vừa phải, nhưng lại có độ nhạy tốt cho phép người dùng lướt dễ dàng trên nó. Hiệu năng của máy mạnh mẽ vì được sử dụng các đồ họa tích hợp Intel HD4000 và bộ vi xử lý Core i5-3340M thế hệ thứ 3 giúp giải quyết các tác vụ nhẹ một cách dễ dàng và mượt mà. Dell Latitude E3550. Thiết kế chắc chắn với mặt ngoài vân xước trông rất mạnh mẽ và bắt mắt. Viền máy được làm từ nhựa màu đen nhưng cũng cứng cáp và nổi bật ở phần lưng của máy là logo truyền thống của Dell. Màn hình có kích cỡ là 15.6 inch với độ phân giải HD 1366x768 pixel. Cùng công nghệ chống lóa cho góc nhìn rộng và màu sắc khá ấn tượng sắc nét, tươi sáng. Bàn phím dạng xích LED với các phím bấm lớn êm tay, và có độ nảy tốt thoải mái khi sử dụng. Touchpad rộng và được nằm lệch vì phía bên trái có cảm ứng rất nhạy, mượt mà. Cấu hình mạnh mẽ với chip xử lý Core i3-4005U cùng các đồ họa tích hợp Intel HD Graphics cho phép trải nghiệm tốt các tựa game 3D và những bộ phim Full HD sắc nét. Dell Latitude E7240. Với thiết kế mỏng nhẹ, thanh thoát và vỏ của máy được cấu tạo từ sợi carbon mềm, mạnh mẽ, thân của máy được làm từ chất liệu hợp kim nhôm giúp tăng độ bền, cũng như sự chắc chắn đồng thời giúp máy chống va đập tốt. Màn hình có kích cỡ 12.5 inch với độ phân giải Full HD 1920x1080 pixel, cho màu sắc rực rỡ cùng tấm nền IPS làm giải sự biến dạng của màu sắc hiển thị, dù là ở góc độ nào. Bàn phím có thiết kế kiểu truyền thống, và mặt phím khá bằng phẳng cho người dùng cảm giác gõ tốt. Touchpad có kích thước rộng, và cảm biến đa điểm tốt đáp ứng các thao tác một cách dễ dàng. Hiệu năng của máy mạnh mẽ với bộ vi xử lý Intel Core i5-4300U và các đồ họa tích hợp Intel HD Graphics Family, cho máy xử lý đa nhiệm một cách dễ dàng.
Trên đây là thông tin về tổng quan các dòng laptop của Dell Latitude. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ video của mình để nhiều người biết đến nhé. Và cuối cùng, các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nhớ đăng ký kênh mình đó.